Chào các bạn, mình là Việt Tuấn Cương Cầu. Ngay lúc này đây, mình đang có mặt tại thành phố Đà Lạt. Nhiệt độ bây giờ là 14 độ C và chỉ còn vài tiếng nữa thôi là chúng ta sẽ đón giao thừa chuyển khách từ năm 2017 sang năm 2018. Với mỗi người sẽ có một cái năm 2017 khác nhau. Nhưng tôi hy vọng là chúng ta, những người mà có cái năm 2017 không có tốt đẹp thì chúng ta hãy nhanh chóng mà quên nó đi để chuẩn bị đón qua một năm 2018 thiệt là hạnh phúc, thiệt là tưng bừng, để mà chào đón thêm nhiều cái thành công và hạnh phúc của mỗi người. Tôi hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ tôi trên cái con đường hướng dẫn, chia sẻ những cái kỹ năng sử dụng xe, lái xe, những cái kinh nghiệm để giúp các bạn có thể lưu thông an toàn trên mọi nẻo đường trên đất nước. Và ngay lúc này đây, tôi và anh em đang chuẩn bị một cái tiệc nướng để chào mừng giao thừa. Hy vọng là các bạn cũng sẽ có một đêm giao thừa thật là ấm áp, thật là vui vẻ bên bạn bè, người thân và gia đình. Chúc các bạn một năm mới thật là may mắn và dồi dào sức khỏe nha. Yeah.